Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần số 7. Bài số 1. Điền số tích hợp vào ô trống ở các bảng sau. Người ta làm mẫu cho mình một cái này, 4 nhân 2 là bằng 8. 4 nhân 2 bằng 8 thì cái này tiếp tục 5 ta nhân 2 là bằng 10. Chúng ta làm luôn cái hàng 4 luôn ha. Đã. 4 x 3 là 12. 4 ta nhân 4 là bằng 16. 4 ta nhân 5 là bằng 20. 5 x 2 là bằng 10. 5 x 3 là bằng 15. 5 x 4 là bằng 20. 5 ta nhân cho 5 là bằng 25. 6 ta nhân cho 2 là bằng 12. 6 nhân 3 là bằng 18. 6 ta nhân 4 là bằng 24. 6 nhân 5 là bằng 30. Rồi bây giờ chỗ này chưa có số này thì chúng ta sẽ tính sao đây? Chúng ta thấy con số này chúng ta khai thác từ đây ra này. Có nghĩa là con số này ta nhân cho con số 4 nó ra con 28. Được chưa? Như vậy là giống nhân đúng không? Con số này nè nhân cho con 4 này ra con 28, như vậy có phải là một cái tích không? Như vậy có con số chỗ này là một cái thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia thừa số đã biết. 28 ta chia cho 4 là được 7. Rồi, chúng ta có số 7 rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta tiếp tục. 7 x 2 là 14. 7 x 3 là bằng 21. 7 x 4 là bằng 28 thì đã có rồi. 7 x 5 là bằng 35. Bài này 4 x 6 là bằng 24. 4 x 7 là 28. 4 x 8 là bằng 32. 4 x 9 là bằng 30. 16. Rồi cái bài này nó cũng tương tự giống như con số 28 chỗ này. Như vậy con số này ta nhân với 7 là bằng 35. Như vậy là muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia thừa số đã biết, như là 35 ta chia 7 là được 5. Rồi tới đây chúng ta có thì chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 6 là bằng 30. 5 nhân 7 35 có rồi. 5 nhân 8 là 40. 5 nhân 9 là bằng 45. Rồi con số này cũng vậy. Muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia thừa số đã biết. 48 ta chia cho 8 là được 6. Rồi 6 nhân 6 là bằng 36. 6 x 7 là 42. 6 x 8 48 có sẵn rồi. 6 x 9 là 54. Rồi, 7 nhân cho 6 là 42. 7 x 7 là bằng 49. 7 x 8 là bằng 56. 7 x 9 là bằng 63. Bài số 2. Viết các số sau thành một tổng có nhiều số 7 nhất. Người ta đã có một cái mẫu đây. 23 là bằng 7 cộng 7 là 14, 14 cộng 7 là bằng 21. 21 còn dư cho 2. 15 này chúng ta sẽ có là 7 nè. Ta còn 7 là nữa là bằng 14, được không? Giờ còn 1. 25 chúng ta cũng có là 7. Ta còn 7 là bằng 14, 14 ta còn 7 là bằng 21. 21 mà chúng ta cộng 7 nữa thì 27 nó dư quá. Đó, dư quá. Như vậy chúng ta sẽ cộng là chỗ này là bao nhiêu đây? 21 đúng không? 21 như vậy chúng ta sẽ cộng thêm 4 nữa là đủ 25. 38 7 cộng 7 cộng 7 là bằng bao nhiêu rồi đây? 7, chúng ta có thể là nhẩm bằng cửu chương này. 7 nhân mấy? 7 nhân 3 là 21, 7 nhân 4 là 28, 7 nhân 7 x 5 là 35. 7 x 5 như vậy chúng ta sẽ 5 số 7 3 rồi đúng không? 4 5 7 x 5 là 35. 35 như vậy là 38 trừ 35 là còn dư 3. Chúng ta tính thật cách này cho nó nhanh. Được không? 43. Bây giờ chúng ta sẽ nhẩm bảng cửu chương nè. 6 x 7 là bằng 42. Được. Như vậy là có 7 cùng 6 lần. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè,
6 này. À, 6 nhân 7 là 42, còn là dư 1. Cộng 1. 59 chúng ta đặt bỏ ngoặc trừ, 7 nhân 7 là 49, 7 nhân 8 là bằng 56. 7 nhân 56 giờ còn dư 3 vậy được nè. 7 nhân cho 8 như vậy là chúng ta có 8 con 7 cộng lại là 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, thêm dấu cộng vô. À, 8 cùng 7 nhân nhau à, 8 nhân 7 là bằng 56, 56 như vậy là còn lại là 3. Rồi 69. Bạn cứ chương 7 coi. 7 x 8 56, 7 x 9 là bằng 63. Như vậy là 9 cùng 7. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9. Chín nhân 7 là bằng 63. Vậy là 63 mà đây là 69. À. Như vậy là còn lại là 6. Nè. 9 7 số 3, số 3 là cộng 6 bằng 69. À 6. Thực ra cái này là người ta họ muốn cho mình nhớ cái bảng cư chương 7 thôi. Rồi. Bài tiếp theo. Bài số 3. Lan đã vẽ hai cột, mỗi cột có 7 chấm tròn. Hai cột. Vậy bạn phải vẽ thêm bao nhiêu cột nữa để có 21 chấm tròn? Như vậy chúng ta xem cái này có bao nhiêu đây. 1 2 3 4 5 6 7. Như vậy là hai cột là 14. 14 ta cộng cho 7 nữa là bằng 21. Như vậy chúng ta sẽ vẽ thêm chỗ này là gì đây? 21 chấm tròn thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cột nữa, bạn phải vẽ thêm bao nhiêu cột nữa? Chúng ta vẽ thêm một cột nữa. Một cột nữa có nghĩa là 7. À, mỗi cột là 7 mà nhân 3 cột là 21. 28. Như vậy chúng ta sẽ 7 nhân cho 4 được không? 7 này nhân 4 là bằng 28. 7 x 4 28 thì chúng ta sẽ có là 4 cột. À, 4 cột 1 2 3 4 mà chúng ta đã có là đây 2 rồi đúng không? Như vậy chúng ta phải vẽ thêm 2 cột nữa. Hai cột nữa. Rồi, 7 x 5 là bằng 35. Nhân 5 như vậy đây là có 3 rồi. À quên đó, đây có 2 rồi. Thì chúng ta cần vẽ thêm là 3 nữa là đủ 5. 5 x 7 là 35. Vậy là vẽ thêm 3 ha. 3 cột nữa. 7 x 6 là 42. Như vậy 6 mà đây có 2 rồi, chúng ta phải vẽ thêm 4 nữa. 49. 7 nhân 7 là 49. À, như vậy chúng ta có 7 mà đây có 2 rồi, chúng ta vẽ thêm 5 nữa. 56. À, 7 nhân 8 là bằng 56 mà đây có 2 rồi, như vậy chúng ta sẽ có là 6 nữa. À, 6 với 2 là bằng 8, như vậy chúng ta vẽ thêm 6 nữa. 63. 7 nhân 9 là bằng 63. À, 9 ta trừ cho 2 là vẽ thêm 7 nữa. 3. Qua bài số 4. Tô cùng màu những ô có kết quả giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính rồi chúng ta mới biết được mà tô được. 7 ta chia 1 là bằng 7. Rồi,
7 ta nhân cho 2 là 14. 14 mà ta chia 7 là được 2. Bài này 390 ta trừ cho 369. 69 là 70, như vậy là 21. Năm mươi sáu mà ta chia cho 7, được kết quả bao nhiêu không cần biết, nhưng mà nhân cho không là bằng không. Bất kỳ số nào nhân với không cũng bằng không. Đây giống như con số này nè, 7 nhân không là bằng không nè. Rồi 14 là chia 7 là bằng 2, 7 nhân 1 là bằng 7, 7 nhân 5 là bằng 35, 35 chia 7 là được 5, 7 nhân 3 là bằng 21. 35 mà ta chia 7 là được 5. Rồi, như vậy chúng ta có đầy đủ hết rồi. Chúng ta bắt đầu tô. Đây 7. Đây 7. Rồi, hết rồi. Rồi chúng ta tiếp tục màu. Đây là 21. Đây 21. Chúng ta tô sơ sơ trước đúng không? Để lát nữa chúng ta khỏi nhầm lẫn. À, đại khái thế. Rồi chúng ta qua màu cam. Số 0 đây, số 0 đây. À, số 5, à số 5 đây, với số 5 đây luôn, chúng ta tô một dọc luôn. Rồi tiếp tục. Đây, cộng này. Số 2 đây. Rồi, như vậy chúng ta xong. Chúng ta qua bài số tiếp theo là bài số 5. Những số nào trong các số sau nằm trong bảng nhân 7, hãy đánh dấu tích vào những số đó. Như vậy có nghĩa là tất cả những con số này nè, mà số nào mà chia 7 thì nó nằm trong bảng nhân 7. Được. 14 có chia 7 được không? Được. 14 có chia 7 được 2. 22 chia 7 được không? Không. 21 chia 7 thì được, nhưng mà 22 là không. 28 chia 7 được không? Được. 28 chia 7 được 4 lần. 4 nhân 7 là 28. Con này được. 35 chia 7 được không? Được. 7 nhân 5 là 35. 44 chia 7 được không? Không, không có bảng ngược chương nào mà 7 được. 7 nhân 5 35, 7 nhân 6 42, 7 nhân 7 là 49. Như vậy con này không, mà con 49 thì được nè. 56 được không? 7 tập đọc bảng của trường rồi. 7 x 7 49, 7 x 8 là 56. Được, con này được. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 6.
Đây là dấu nhân. Dấu nhân là một cái tích. Đây là cái thừa số chưa biết. Đây là thừa số đã biết và đây là tích. Muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết. X bằng bằng 10. Bài này cũng tương tự giống bài này. Đây là cái thừa số chưa biết, đây là thừa số đã biết, đây là tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết. X bằng 6 nhân 7 là 42. Bài này dấu chia. Dấu chia đây là một cái số bị chia. Đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương ta nhân với lại là số chia. X bằng 9 ta nhân cho 7, 63. Đây cũng là dấu chia. Đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia ta chia cho thương. X bằng bằng 8. Bài số 7. Cô giáo chia lớp em thành 7 nhóm học tập. Mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi lớp em có tất cả là bao nhiêu học sinh? Như vậy chúng ta xem lại đề này. Cô giáo chia lớp em 7 nhóm. Mỗi nhóm là 5 học sinh. Hỏi lớp em là có tất cả bao nhiêu học sinh? Ta lấy 7 nhóm ta nhân cho 5. 7 nhân 5 là bằng 35. Số học sinh lớp em có tất cả là, thêm chữ là vào. Số học sinh lớp em có tất cả là, ta lấy 7 ta nhân cho 5 là bằng 35 học sinh. Đáp số. Ba mươi lăm học sinh. Năm qua bài số 8. Nhóm Lan quyên góp được là 15 quyển truyện cho thư viện. Nhóm mình quyên góp được là gấp 3 lần nhóm của Lan. Gấp 3 lần ta lấy là 3 ta nhân 15 thì ra cái nhóm của bạn Lan. Hỏi nhóm bạn Bình đã quyên góp được bao nhiêu quyển truyện? Ta lấy 3 ta nhân cho 15. Số quyển truyện nhóm Bình đã quyên góp được là, số quyển truyện nhóm Bình đã quyên góp được là, như vậy chúng ta sẽ lấy là 15 nè, ta nhân cho 3 nè. 3 nhân 5 15, biết 5 đây nhớ 1 là 45 quyển truyện nè. Đáp số 45 quyển truyện. Bài số 9. Trong giờ thủ công, Lan xếp được 3 máy bay. Đây là máy bay giấy. Bạn An và Bình xếp được số máy bay gấp 4 lần bạn Lan. Hỏi bạn An và bạn Bình xếp được bao nhiêu máy bay? Như giờ ta lấy 4 ta nhân 3. Nè, bạn Lan này có 3 cái nhưng mà bạn Bình và bạn An này thì xếp là gấp 4 lần bạn Lan, như ta lấy 4 ta nhân 3 thì hiện ra số máy bay của là bạn An và bạn Bình. Số máy bay An và Bình xếp được là, số máy bay An và Bình xếp được là
chúng ta lấy 4 ta nhân cho 3 bằng 12 máy bay. Đáp số 12 máy bay. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.